Xin chào bà con, chào các bạn. Chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tâm Đảo. Ngày hôm nay tôi lại có thời gian làm một cái video theo yêu cầu một số khách hàng trong thời gian vừa qua, và bà con đã gọi rất nhiều về Trung tâm Cây giống Tâm Đảo thắc mắc về cây đàn hương. Và có rất nhiều bà con muốn mua những cây đàn hương với cái chiều cao nó cao hơn so với mức bình thường, là những cây nó cao khoảng độ từ 50 đến 70 cm tại Trung tâm Cây giống Tâm Đảo. Và hiện nay ở miền Bắc thì những khu vực nào có những cái cây này, thì hiện tại thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm một video ngắn nói về cây đàn hương. Đàn hương thì chúng tôi làm rất nhiều video về cây đàn hương rồi, và chúng tôi cũng đã giới thiệu phân tích về từng yếu tố khoa học cũng như là cái kỹ thuật trồng cây đàn hương rồi. Thì mọi thắc mắc của bà con muốn xem về cái kỹ thuật trồng cây, hoặc là về thời điểm thu hoạch của cây và cái đầu ra của cây như nào, thì bà con cứ vào kênh YouTube của chúng tôi để xem lại những video trước chúng tôi đã nói. Thì hôm nay mục tiêu và tiêu đề của chúng tôi muốn giới thiệu tới bà con là cái cây đàn hương. Chúng tôi muốn giới thiệu là bà con hiện nay là cái cây giống cao được khoảng từ 60 đến 70 cm thì giá thành là bao nhiêu, và ở Trung tâm Cây giống Tâm Đảo là có không. Thì trước mắt bà con có thể nhìn ở đây là những cái luống cây đàn hương chúng tôi đã làm gieo. Cái tuổi đời của cây đàn hương này thì ở trong bầu là bà con nên nhớ là chúng tôi đã làm được hơn một năm rồi, và bầu chúng tôi làm ở đây bầu rất là to, bầu to dài bầu 14 đó. Thì bà con có thể nhìn đây là bầu rất chắc chắn. Và đối với mỗi một cái bầu của cây đàn hương, do cái cây này nó là cây bán ký sinh, cho nên là chúng tôi đã có những cái cây ký chủ như này, là chính là cái cây cỏ lạc. Đấy, cỏ lạc thì ngoài ra nếu chúng tôi không trồng cỏ lạc thì chúng tôi có cho thêm những cái cây như là cây dền nhật hoặc là cây đậu chiều cũng được. Thì bà con khách hàng mà trồng nhiều của chúng tôi ấy, hoặc là bà con muốn làm dự án trồng ấy, thì chúng tôi hàng năm cấp giống cho bà con, thì chúng tôi cũng có cung cấp thêm cho bà con những cái hạt đậu chiều để cho bà con có thể về tự gieo rồi chúng ta trồng bên cạnh cây đàn hương, để cho cái cây đàn hương nó phát triển tốt hơn, để nó mượn rễ của những cây loài cây thân họ đậu này để phát triển. Mục tiêu của cây đàn hương là nó bám rễ vào những cái cây họ đậu để nó hút các nguyên tố vi lượng đến từ những cái cây này, để những cái nguyên tố vi lượng đó thì nó có cái tác dụng là nó tạo lõi cho cái cây đàn hương nó phát triển tốt hơn. Đấy, và nhanh tạo lõi hơn. Chính vì vậy là khi mà chúng ta trồng đàn hương ấy, thì chúng ta cần lưu ý là phải có cây ký chủ để cho cây đàn hương nó có phát triển tốt và nó nhanh có cái quá trình tạo lõi đó. Thì trước hết là chúng tôi nói sơ qua như vậy. Và ngoài ra thì ngày hôm nay thì mục tiêu chính là chúng tôi muốn giới thiệu và hướng dẫn đến bà con là chúng tôi hiện nay cũng đang cung cấp những cái cây đàn hương với những kiểu chiều cao rất là cao. Bà con có thể nhìn đây, những cây này thì trung bình có chiều cao từ 50 đến 70 cm rồi. Đối với những luống cao thì nó từ 60 đến 70, có những luống vừa thì nó sẽ là 50 cm đến 60 cm. Thì tùy vào những cái chiều cao hàng năm và độ tuổi của cây giống thì giá thành của các loài cây khác nhau. Đó. Thì xin mời bà con chúng ta có thể nhìn tham quan một chút về cái mô hình chúng tôi đang nhân giống cây đàn hương tại Trung tâm Cây giống Tâm Đảo. Hầu hết đối với những cái cây đàn hương này thì hiện nay thân cây lúc nào khỏe mạnh, và chúng tôi đã trồng theo phương thẳng đứng thì tất cả các cây đều một thân hết. Hầu hết là để cho các cây nó ít tạo nhánh, để cho cây nó phát triển khỏe mạnh và nuôi thân tốt hơn. Bà con trồng những cái cây để đảm bảo, vì hiện nay ở tại miền Bắc thì có khá nhiều nhà vườn đang làm những cây giống, nhưng tuy nhiên là không làm được cây đàn hương nó cao lên. Cái đàn hương nếu mà nhiều đơn vị làm cây đàn hương cao nhưng lại không trồng, trồng nó không sống. Bởi vì là thiếu kỹ thuật. Cái đàn hương cao khoảng 15 đến 20 cm rồi nó lại lụi trắng lá lại chết, như thế rất là phí, và trồng thế là ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình phát triển của cây đàn hương. Bà con có thể nhìn ở những cái lá đàn hương này nó đang xuất hiện những cái đốm, đốm tím và đốm đen. Đây hoàn toàn không phải là cháy lá hay là lá cây đàn hương bị sâu bệnh, mà đây là thuốc đấy, thuốc bảo vệ cây và cũng như là chăm sóc cho cái cây đàn hương nó phát triển. Thì những cái này chúng ta có thể lau sạch được đó. Chứ nó không phải là lá nó gặp vấn đề bị sâu bệnh, sâu hại đó. Ví dụ như tôi có thể lau cho bà con xem những cái lá, ví dụ nó bị như này. Đây, một cái lá nó bị như này, bà con nhìn đây, tôi có thể lau sạch được đó. Đây chúng tôi lau sạch đây, lá lại trở về nguyên bản màu xanh. Đó, đây bà con có thể so sánh hai cái lá nó khác hoàn toàn nhau. Đó, đúng không ạ? Đây là hoàn toàn là những công thức chúng tôi trồng và chăm sóc cây đàn hương để đảm bảo kỹ thuật. Đó, khi sau chúng tôi lau sạch những cái phấn nó đi thì lá lại trở về nguyên bản màu xanh. Đó, để đảm bảo cho bà con là chúng ta trồng phát triển tốt. Đây, bà con có thể nhìn đây, tất cả những cái bầu này, mỗi một bầu đều có những cây cỏ lạc ở đây để tạo độ bám ký chủ cho cây đàn hương phát triển. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của chúng tôi.
cái video ngắn này chúng tôi muốn giới thiệu với bà con là bà con có nhu cầu mua cây giống đàn hương với chiều cao trung bình từ 60 đến 70 hoặc thấp hơn thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo đường dây nóng chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp theo đường dây đó bà con add vào Zalo để liên hệ trực tiếp với đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi và những chuyên gia về cây đàn hương để hỗ trợ bà con, cung cấp cho bà con cây giống và ngoài ra tư vấn miễn phí cho bà con về cái kỹ thuật trồng cây để bà con chúng ta đảm bảo phát triển cái cây đàn hương chúng ta trồng phát triển tốt. Đấy, cảm ơn bà con đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển và đem lại nhiều thông tin hữu ích về từng loài giống cây lâm nghiệp, giúp cho bà con chúng ta có thêm nhiều kiến thức. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo.